Tino tạt bóng rồi tỷ số được mở cho các đội phòng, đó lại là Romario. Bàn thắng thứ 9 của Romario tại V-League năm nay. Không thể nói hết tầm quan trọng của Romario đối với Hải Phòng tại mùa giải này được. Thật sự là như vậy, một trận thiếu vắng anh thôi thì Hải Phòng đã để thua 0-3 trên sân Vinh. Nhưng ngay sau khi Romario quay trở lại thì ở phút thứ 4 trong trận đấu này anh đã mở tỷ số. Và người kiến tạo đó là Marty Lò. Thành phố Hồ Chí Minh thật sự gặp quá nhiều khó khăn ở mùa giải hôm nay. Ngày hôm nay họ đang chơi với những gì được coi là tốt nhất, một cái ôm của Romario đối với huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm. Khởi đầu rất thuận lợi. Chúng ta có thể thấy là vị trí của trung vệ Brandon Lucas trong pha bóng vừa rồi cũng không ấn tượng. Trong vòng cấm, Romario đưa thời gian hãm lực và tung ra một cú bắt vô lê rất nhanh. Rất hay, vẫn còn! Không được, vẫn không vào. Suýt chút nữa thì số là 2-0 cho cao thủ Hải Phòng. Thành phố Hồ Chí Minh đang thi đấu với một hàng phòng ngự như mơ ngủ vậy. Và thoát xuống của Marty Lò. Xem lại ba chuyền bóng quá hay trước đó của Triệu Việt Hưng dành cho Marty Lò. Với một hàng tiền vệ rất ổn định. Và mở bóng tốt của Châu Ngọc Quang, dứt điểm ngay. Và dứt điểm bóng sống ngay của Hải Huy. Hàng tiền vệ của Hải Phòng đang chơi thực sự rất thăng hoa. Không được. Để rồi người tiếp cận được pha tạt bóng vừa rồi của ngôi Trung Quốc đó là Margaret Conroy. Cảm giác bóng của anh là không tốt trong tình huống này. Chỉ cần chạm được chân vào bóng thôi sẽ là một tình huống rất nguy hiểm cho cao thủ Thành phố Hồ Chí Minh. Tỷ số là 1-0 cho cao thủ Thành phố Hồ Chí Minh. Một pha sút bóng có thể nói là không tưởng của Ngô Hoàng Thịnh theo bóng cách mắt côn. Quá đẹp, không thể tin nổi, đi quá xa phải lên tới tầm gần 40m thì một đã tung ra một cú dứt điểm trực tiếp. Đây có lẽ sẽ là một bàn thắng ấn tượng nhất tại V-League năm nay, chứ không riêng thì của vòng thi đấu thứ 10 này cả. Rất bất ngờ khi những giây cuối cùng của hiệp một thì tỷ số được san bằng 1-1 cho đội chủ nhà Thành phố Hồ Chí Minh. Người ghi bàn đó là đội trưởng Ngô Hoàng Thịnh. Trận đấu đang diễn ra vô cùng hay. Một lần nữa chúng ta xem lại pha sút phạt này. Bóng đi lắc và làm mất phương hướng của thủ thành Đình Triệu. Phong cách cái bác môn điển hình. Quá đẹp mắt. Không nhiều cầu thủ tại V-League có thể tung ra những sút phạt dạng như thế này được. Niềm vui của ban huấn luyện Thành phố Hồ Chí Minh đương nhiên rồi. Tỷ số là 1-0, lại là một bàn thắng quá đẹp, bàn thắng đầu tiên của Ngô Hoàng Thịnh tại V-League năm nay. Một sự giải tỏa lớn cho đội trưởng của Thành phố Hồ Chí Minh. Hay của cao thủ Hải Phòng. Rồi! Vẫn là những tình huống phòng ngự vô cùng lung túng của các cầu thủ Thành phố Hồ Chí Minh. Đầu trận đấu này cũng vậy, cũng là một tình huống tạt bóng về phía cánh phải. Marty Lò đưa bóng vào vị trí của Romario và đó là bàn thắng cho đội khách. Và ngay đầu hiệp 2 cũng là một tình huống ở bên phía cánh phải. Rất hay, cánh phải rất thoát. Rất may có một tình huống chuyền bóng. Thắng Sơn. Thật sự là một tình huống chơi bóng không đồng đội đến từ Bagrep. Ta cùng xem lại pha bóng này. Thực sự rất vô lý đến từ Bagrep. Chứng tỏ khả năng là một điều cần. Nhưng rõ ràng là chiến thắng của tập thể. Vẫn là Hải Huy. Treo bóng. Đi Mario. Không được. Bàn góc dành cho cao thủ Hải Phòng. Vẫn liên tiếp là sóng gió. Ở vòng thi đấu thứ 10 này,
đội nghỉ và không phải thi đấu, đó chính là câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Vào ngày mai 30 tháng 7 lúc 17 giờ thì Bình Dương sẽ gặp Bình Định trên sân nhà. Không vào! Người chạm bóng cuối cùng là Ri Mario. Những pha đá phạt của Hải Phòng có độ nguy hiểm rất cao. Rất đáng tiếc cho Ri Mario, chỉ cần một cái chạm chính xác hơn nữa thôi, cự ly dứt điểm của tiền đạo bên phía Hải Phòng chỉ khoảng gần nửa mét mà thôi. Là Lâm Tiến Vọng. Rồi, Daniel Green. Tỷ số là 2-1 cho các cầu thủ Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay lập tức sau khi Daniel Green được đẩy lên chơi cặp tiền đạo với Mike thì anh đã có bàn thắng rồi. Sự thay đổi người rất hợp lý đến từ huấn luyện viên Trần Minh Chiến và niềm vui đến với các cầu thủ Thành phố Hồ Chí Minh. Cũng có dấu ấn của Mike trong pha bóng vừa rồi. Hai cầu thủ Jamaica đã được chơi trên hàng công, họ chơi gần nhau hơn. Một pha nhấc chân, Daniel Green tiếp cận được bóng, một cú dứt điểm tương đối tinh tế của tiền đạo mang số áo 92, và tỷ số là 2-1 cho các cầu thủ Thành phố Hồ Chí Minh ở phút thứ 77 của trận đấu này. Hải Phòng nhập cuộc trận đấu này một cách vô cùng khởi sắc, nhưng đến lúc này họ lại đang bị đội chủ nhà dẫn bàn. Một trận đấu vô cùng hấp dẫn tại vòng 10 của Ngai Vô Địch 1 năm 2022. Như đã nói trước trận đấu này, đây là một tình huống mà Dung Quang Nho đã băng về chạm bóng. Vô tình va chạm bóng của Dung Quang Nho đã giúp cho Daniel Green có thể tiếp cận được trái bóng tiếp theo. Và dứt điểm quá tinh tế của Daniel Green, rất nhẹ nhàng. Trận đấu đầu tiên của Daniel Green trong màu áo của Thành phố Hồ Chí Minh, và anh đã có bàn thắng. Và tốt của Dung Quang Nho. Vừa rồi là cơ hội thực sự nguy hiểm. Thành Thắng đang rất đau, và người va chạm với Thành Thắng lại là Ri Mario. Chúng ta sẽ xem tình huống này thì trọng tài Vũ Nguyên Vũ sẽ xử lý ra sao. Ri Mario luôn là một cầu thủ chơi bóng rất tiểu xảo. Quá nhiều bài học cho cầu thủ này rồi và anh vẫn chưa rút kinh nghiệm. Đôi khi đó là tính cách. Chúng ta sẽ xem lại tình huống làm chậm pha bóng này. Người chạm đầu cuối cùng đó là Empande. Ri Mario đã có một động tác đưa chân vào đầu của Thanh Thắng rất tiểu xảo. Xem lại tình huống này. Thực tế như nếu như có VAR trong pha bóng này thì sẽ cực kỳ phiền phức cho Ri Mario. Hôm nay thì Thành phố Hồ Chí Minh lại đang có được kết quả tốt trước Hải Phòng. Grip dứt điểm ngay, không vào. Đây là pha bóng ấn tượng nhất của Vagret trong trận đấu này.